Dạ, Tâm Chánh Pháp xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Chắc có lẽ là Phật tử trên cả nước thì ai cũng đã từng một lần nghe qua cái ông trụ trì của chùa Long Hương ở huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, là cái ông Thích Tuệ Hải. Cái ông này là chuyên bán nước tương Tamari trị bách bệnh. Một chai nước tương như vậy là ông bán từ 500 đến 700 nghìn. Và ông này cũng bói toán nữa quý vị. Một quẻ bói toán như vậy là cũng 3-4 triệu bạc. Và ông này ổng có trị cả căn bệnh tiểu đường. Trước đây thì ông Tuệ Hải này cũng quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Ông cho rằng là căn bệnh tiểu đường không phải là căn bệnh nan y, và ông có thể trị dứt điểm trong vòng một tuần lễ không tái phát lại. Và mỗi một cái liệu trình của ông trị như vậy là mấy chục triệu đồng, chứ không có ít tiền đâu quý vị, rất là tốn tiền. Nhưng mà có rất là nhiều người nhắn tin cho Tâm là chị không hết, chị có hạ đường huyết tạm thời chứ không hết nha. Tôi không biết là những cái chương trình quảng cáo như vậy thì Bộ Y tế có vào làm việc và kết hợp với ông Tuệ Hải này để mà giúp cho những cái người bệnh tật người ta thoát qua cái bệnh hiểm nghèo như vậy hay không. Mong rằng Bộ Y tế vào xác minh cái việc mà trị tiểu đường của ông này nó có đúng, nó có hợp hay không, để mà cùng nhân rộng ra để mà trị cho một số người, bởi vì đất nước Việt Nam chúng ta sau này cho có lẽ rất là nhiều người bị căn bệnh tiểu đường này hoành hành. Và cái ông Thích Tuệ Hải này trước đây cũng đã làm một cái clip là chỉ trích cười cợt cái đường lối tu tập của Sư Minh Tuệ. Ông cho rằng là những người đắc đạo gì đó là có 2-3 con mắt, nhưng mà thực tế ông nhìn cái trán của Sư Minh Tuệ là cái thẹo chứ không phải là cái con mắt gì hết, nghe đúng không quý vị? Mà Tâm cũng có làm clip đó rồi, cho nên là ông này ông cười cả ông chỉ trích, phải nói là ông bôi nhọ những cái hình ảnh của Sư Minh Tuệ, phải nói hết sức là khủng khiếp. Thì tôi đã nói rồi, những người nào mà chỉ trích Sư Minh Tuệ là nghiệp nó chủ ngay và luôn chứ không chờ kiếp nào hết. Thì chắc có lẽ ai cũng biết rồi, một là Nhuận Đức, hai là ông Thích Chân Quang, nhưng mà ông Thích Chân Quang là nặng nhất, đúng không? Rồi bây giờ là tới ông Tuệ Hải. Ông này trước đây là một người tu sĩ rất là nghèo, được một vị Phật tử phải nói là cũng mến, cũng thương, cũng yêu ông này, sống như vợ chồng. Tuy rằng chị Phật tử này cũng đã có gia đình rồi, nhưng mà không biết ông này ông dụ dỗ như thế nào thì cái chị Phật tử này chỉ theo ông Tuệ Hải này sống như vợ với chồng. Thì cái chị Phật tử này mượn tiền rất là nhiều để mà đưa cho ông này, ông xây chùa, ông đúc tượng để ông tu tập. Nhưng mà sau này thì cái số tiền đó thì ông không trả lại, và ông lên ông đăng đàn ông nói xấu cái chồng của chị Phật tử này, đến nỗi mà chồng của chị Phật tử này uất ức mà phải ra đi vĩnh viễn. Sau khi mà người chồng của chị Phật tử này ra đi vĩnh viễn thì chị này cũng đã uất ức, và chị cũng đã đứng lên chỉ trích rất nặng nề ông Thích Tuệ Hải. Và cái chị Phật tử này cũng đã tâm sự với người đại tử của ông Thích Tuệ Hải như thế nào, thì bây giờ Tâm mời tất cả mọi người cùng nghe, rồi xong rồi chúng ta cùng nhau phân tích về cái vụ việc này nha. Dạ, mời tất cả mọi người. Dạ yeah, hả? Yeah. Cô Nga chơi, gặp cô Nga một tí rồi. Dạ. Dạ thầy, con nè. Dạ. Yeah. Chàng Hiếu Hạnh. Dạ. Yeah. Sao biết thầy? Con cũng biết nữa, tại nghe đếm nó nói thầy kìa. Thầy yeah. Thầy là thầy tu sĩ hả? Thầy gì thầy? Thầy hả? Thầy đủ thứ nghề hết, nghề gì làm cũng được trơn. Mà hiện tại là thầy tu sĩ hả? Đúng rồi. Dạ, dạ con biết thằng Sưng. Nói chứ bây giờ tắt đi, gọi thấy hình đi, gọi thầy, gọi thấy hình thầy đi rồi rồi nói chuyện luôn cho nó dễ được không? Thôi để giờ thầy nói trước đi một chút gặp nói trước hay dạ. Thầy cũng xin giờ cô chịu gặp rồi thầy rồi thì thầy cũng không giấu gì. Thầy lên tên chùa Long Hương này theo sư phụ học pháp từ 2019 tới giờ ở trên này luôn. Dạ, ở chùa luôn hả thầy? Ở chùa luôn. Dạ. Rồi ở từ năm 2019 tới giờ. Dạ. Rồi sư phụ cho một cái thất, mười mấy cái thất rồi cho thầy lựa cái, rồi thầy lựa cái thất chút chút cái giấc ở nè. Dạ. Rồi nói chung là thầy cũng rất gần gũi sư phụ, mà hôm qua kia có lên nhưng mà ổng nhận chìm xuồng rồi thôi, rồi thầy cũng hơi thất vọng, nhưng mà thầy cũng còn cách khác. Cách khác là thầy nói ổng nói gì chìm xuồng là sao? Tức là ổng không có cho thầy nói chuyện gì nữa, thôi chuyện đó để không có sao đâu, bỏ qua thôi thôi, thầy không có nói được rồi. Thì nay thầy gặp cô để gọi là để nói nhiều việc để cần để giúp đỡ cho cái tinh thần hiếu hạnh.
Dạ. Và muốn là muốn ổn định để sư phụ giảng trọn cái bộ Hoa Nghiêm. Đúng. Thì bây giờ nói anh Lý nghe không, hay là anh Lý sẽ trả nói với bạn? Nó con ngồi trong phòng Lý đi ra rồi. Rồi tại vì nói chuyện với mà. Dạ, cái đó là thật sự con có nói dốc đâu. Dạ. Ừ, không, ý là thầy tôi muốn nói những cái chuyện này, nó cũng rất là quan trọng. Dạ. Ờ, thì quan trọng là gì? Nếu như bây giờ Hiếu Hạnh đã lên trên video rất nhiều rồi. Yeah. Bây giờ nó bể rất nhiều rồi nhưng mà vẫn còn cứu giảng được. Yeah. Là thầy muốn khôi phục lại cái vị trí của Hiếu Hạnh, là được nói chung là thầy muốn là Hiếu Hạnh là người là sống hiên ngang như nào, đừng có trốn ai đừng ấy gì trơn á, mình cứ sống hiên ngang. Mình không có sợ ai. Bây giờ con chứ trúng nợ thôi, trúng ai thầy, con đời con không biết sợ ai đâu, sợ nợ. Bây giờ có thể giải quyết trả nợ lần lần. Bây giờ nợ con nhiêu? Con cũng biết nữa, hồi xưa thì cái giá khác, bây giờ người ta đòi giá khác bởi con không có khả năng. Nếu người ta nói đòi thì mình đâu có vô cùng vô tận thì sao nói được. Bởi vậy hiện giờ nếu mà mình có tiền, tại con chưa có tiền đâu có thương lượng với người ta được. Thì bây giờ mình mới rưa ra mặt mình thương lượng được chứ thầy, thành ra giờ bây giờ là, bây giờ Hiếu Hạnh còn hồi trước là còn thiếu bao nhiêu, từng mượn bao nhiêu tiền thì con á, hồi đó xưa thì con tính tổng cộng 1.3 tỷ, mà bây giờ thì 1.3 tỷ thì bây giờ mình tăng 1.3 tỷ thôi chứ. Thì bây giờ thì con đâu biết được đó, hiện giờ đang thư kiện ta không chịu chứ nói gì. Hồi đó lúc mà ông chồng con còn sống để ông anh 3 năm chết hả? Ông chết nay 5 năm rồi thầy. Thầy ổng còn sống thì cái tội nghiệp ổng cũng ai chịu thương lượng như lấy thêm chút đỉnh, ví dụ như con thiếu 300 đi thì ổng cũng cho thêm 50, 200 gì đó thầy. Rồi cái ổng trả rồi đợi con số, rồi cái còn cũng còn kẹt cuốn sổ dưới đây cũng là cái nọ thầy. Thì giờ thầy nói ngang rồi con đâu dự định trả, người ta đâu thầy hỏi con, rồi cái thành ra con nói được vậy đó. Thì hồi xưa tổng cộng hết á, thì có 1.3 tỷ à. Mà giờ á, thì ông trả trời hổm này còn hơn cái đó nữa, mà vẫn còn 1-2 chỗ nữa. Chắc con thấy khoảng chừng cái con sổ đó có 240 thầy, 23, 24 gì đó. Mà giờ nó lên trên tòa án, nó đòi lấy đất. Tại vì người ta lấy sổ người ta cầm cho con mượn á thầy. Nó đòi lấy đất. Đất thì giờ trị giá tới 3 tỷ lận. Hồi hồi con mượn có vậy thôi, rồi con đóng lời riết tới năm 2011 con đi đó. Rồi con mới hết đóng lời. Rồi giờ cái nó người ta cũng tính là tinh đoán tính tiền lời trả, nó không chịu, nó đòi. Nó đòi lấy theo ý nó, thầy thành nó còn đang thư kiện. Con ở xa chứ mà phải lần thư kiện, con cũng tuân thủ luật pháp, con cũng phải tranh thủ con về. Thì giữ tới giữ lui nay cũng 2 năm, 3 năm gì. Rồi nhưng mà giờ này cái con làm sinh luôn, cái trốn luôn hả, mà con cũng không đi luôn. Tại giờ con đi ra, nếu mà hồi xưa ông chồng con còn sống á, mà giải quyết kéo dưa cái dưa tới giờ ông còn sống á, thì giải quyết ra thì ông có tiền trả. Còn giờ nè, bắt bớ làm chứ giờ nếu mà giải quyết ra, con giờ cô trả 500, 300 gì con cũng đâu có tiền đâu, thành đông né luôn, nào tới đâu tới đó. Đó thì con ý như là con nói cho thầy nghe những trường hợp vậy á thầy, chứ không phải là con nói cái gì, đúng không? Tại thầy hỏi thì con nói đó, thì hoàn cảnh con hiện giờ con sống trong cái cảnh vậy đó, thì con đâu mơ ước gì con xa đâu thầy. Ý hỏi á, có ý hỏi là để trợ giúp cho cô để khôi phục lại cho nó bình thường lại, chứ không phải là cái chuyện người ta hỏi đi để hỏi không. Dạ, hiểu không? Thì để con nói thầy nghe. Cái chuyện mà ví dụ như đưa đến chuyện này đưa chính chuyện kia, hỏi chứ một con người mà thầy lúc nào người ta muốn sống bình yên phải không thầy? Nhưng mà tới cái nghiệp của mình lâu đời nào mình gieo mình tạo á thầy, thì con nói con không lỗi gì trơn á, thì lỗi là gây tạo hai bên chứ đâu phải một mình con mà gây được cái lỗi thầy, mà cũng phải là một mình thầy hay là tất cả gì con có để thừa. Nhưng mà nó đã ra cái nghiệp rồi thì giờ mình tự giải quyết,
mình làm thì mình chịu đó, con mới nói gì trơn á. Thì giờ cái hoàn cảnh con thì con chỉ tâm sự với thầy biết là giờ con đi né đi tránh là chỉ tránh nợ thôi, chứ con đời này con có sợ ai. Hồi đó thầy Thầy Hải ổng từng hâm cho xã hội đen giết con mà con còn sợ đây, giờ con sợ cái gì. Nhưng mà tại vì con ngại cái nước, còn con thiếu người ta rồi giờ về cái người ta dòm ngó, nói chung về là con mà về xứ là người ta đồn lên là nay bà về, bây giờ cái kéo lại người ta không làm gì con, người ta khóc người ta kể không, con chịu không có nổi chứ gì hết á. Bởi vậy là con về con trốn né nhà con á, ở nhân sạch hai ba cái nhà, nhưng mà con bị vậy đó rồi cái con đi luôn, con đâu dám về nhà thầy con ở không à. Bây giờ thì nói coi vậy nha, thì giữa mặc dầu chưa biết với nhau nhưng mà nghe cái hoàn cảnh của cô với thầy sư phụ á, hồi đó nó cũng gắn bó với nhau lắm. Nhưng mà bây giờ thì thầy muốn nói bằng sự thật và như người thân nha, vì cô với sư phụ cũng là thân thiện với nhau ngày xưa, mà bây giờ thầy theo sư phụ rồi nên thầy muốn giúp một phần nào để cho cô được giải tỏa những cái nỗi đau, những cái nỗi buồn đó. Thì thầy nói chuyện với cô là không chơi mà thâu là phát tán ra là coi như là thầy đi khỏi chúng không hương liền. Con đâu đó thầy ơi, ai tội nào con nấy chứ, con đâu có tàn ác dữ vậy thầy. Mà thầy nói đây là những cái lời thầy á, nếu mà thầy nói là thầy chưa biết cô, chưa thấy biết mặt trên hình thôi chứ thầy không có trách nhiệm gì thế này, nhưng mà thầy muốn sư phụ được giảng kinh Hoa Nghiêm hết bộ kinh Hoa Nghiêm này và cô cũng được yên ổn thì thầy mới chen qua chuyện này, chứ thật ra nếu nói ra thì thầy không có dính líu gì giống như để nãy sư phụ dạy thì học cũng vậy thôi phải không? Cho nên những điều thầy muốn nói là muốn giúp cho cô gỡ gối những này. Cho nên thầy muốn hỏi thăm và cô cũng thật lòng thì nói để thầy hết thầy biết đặng thầy gỡ gối cho cô. Thầy cũng không giàu gì nhưng mà thầy có khả năng làm được nên thầy mới hỏi, chứ còn cái chuyện người ta mắc nợ nào người mình hỏi người ta chi, mình có cho người ta đồng bạc nào không hỏi. Thì hỏi hoàn cảnh con hiện tại cái cuộc sống còn sao, thì con biết thầy cũng có cái ý muốn giúp con cho nên con mới cũng thực tình con nói với thầy. Tại nhiều người ta hiểu lầm, người ta nói con muốn làm tiền xin tiền đồ, ủa thầy là gì con xin tiền thầy, rồi có người làm lỗi thì con xin tình thôi chứ mắc gì con xin thầy phải không. Mà tại vì thầy nổi thì con trả lời. Bây giờ thầy muốn hỏi cô những vấn đề gì, muốn trợ giúp cho cô được người bình thường được về sống ở nhà, được rồi đi tới hiên ngang rồi đi chùa cũng được. Thì con đó về con có nợ thôi chứ có gì, không có dính líu gì ha, trả nợ xong rồi con cũng được về. Nhiều khi muốn thăm con cháu là đánh tiếc đánh đồ con về được con. Bây giờ con cô là mấy đứa? Hai đứa. Hả? Hai đứa này. Bảy đứa hả? Hai đứa, đứa trai hay gái? Đứa trai đứa gái. Bây giờ tụi nó có chồng chưa? Có gia đình đó các bạn. Rồi nó ở nhà, rồi ở Nhân Trạch được mấy cái nhà mà mấy đứa nó ở? Nhân Trạch thì còn bốn cái nhà lần, mà cái hai đứa nó ở còn hai cái nữa xong. Hai cái kia là đóng cửa hả? Đóng cửa tại vì nó cũng xuống cấp thôi này. Rồi thôi cũng còn đất còn nhà được rồi, không sao không cần. Nhưng mà chưa mất được rồi, nếu còn đất là được rồi. Nếu nhà cửa thì có thể. Con cũng định cửa bán rồi, con trang trải nơi này mà lúc này không. Bán không có được. Không, bây giờ lúc này bán cũng hơi khó, như bán tháo bán đổ rồi đâu có cần bán chi. Thì thầy nói ý là thầy có ý định là thầy nói vậy là cô hiểu rồi phải không? Muốn giúp cho cô, muốn trợ giúp cho cô để cô trở về người đàng hoàng đi, cũng không ai nói gì mà con mình mà sống như nha. Con mà vợ trang trải nơi nàng để khi mà con có đám có tiệc có chuyện gì con tới lui gì con dễ dàng vậy thôi, chứ còn con không thấy đâu thầy. Còn như chùa Long Hương này á, khi cô đã giải quyết vấn đề xong rồi chùa Long Hương cũng tới nào tới, chứ đâu có ai cấm cản được. Mà không nào mà tới đây con phải có muốn đi chùa thì... chùa khác chứ sao không dám tới đó. Hôm trước nay cô lên mấy cái clip mà lòi cái mặt cô quá trời luôn rồi, thành ra thầy đâu có biết đâu, phải sớm rồi chặn cái vụ cô lên clip. Tại cô lên clip thầy quá trời, ông thầy ông tuyệt tình quá, tỷ như ổng mà lên ổng nói con biết ông rồi. Không có một miếng nào á, rồi ổng nói chồng thầy con quyền lực, chồng con đâu có quyền lực đâu thầy. Bởi vậy con muốn ớt không... quá con mới không tu thì hồi bé năm nay con ở nhà chứ còn làm gì. Phải chi mà Lý á, phải chi Lý nó lên một clip một mà thầy gặp á thì thầy chặn cô lại, đừng có lên clip nữa thì nó sẽ đỡ đi.
bây giờ lên clip quá trời, cô nói quá trời nhiều, nó tỉ mỉ hết trơn, rồi giờ làm sao giờ? Chứ tại vì anh nói còn có dính líu một tí nào thì con phải đem đăng tí nào cho người ta nghe, người ta con tuyên bố lên, ai cần hiểu một cái gì, ai hỏi gì con nói hết, con biết con nói à, nào bởi vậy thôi. Đó, bởi đó vậy, là con nói sự thật không, chứ con đâu có nói thêm nói bớt gì đâu. Không, biết cô nói sự thật rồi, nhưng mà có những chuyện đời, có những cái sự thật mình cũng không cần nói, giống như ngày xưa Việt Cộng với lính vậy đó, mình đi ngang thấy Việt Cộng nằm á cả đống mà lính hỏi thấy Việt Cộng không, mình nó không thấy. Thầy biết làm sao không? Thật con, một con người phụ nữ mà con lên con nói gì, những chuyện thâm cung bí sử vậy con cũng mắc cỡ lắm. Hiểu rồi. Điều con tới chừng mà con đấu tranh rồi, con còn mạng sống này thì con đấu tranh luôn chứ giờ biết sao giờ thầy. Biết giờ cô ức ức lắm rồi, bây giờ thầy nói nha. Giờ hai đứa con á thì nó ở nhà nó rồi, thì bây giờ việc nghe cô nói thế này nọ thì thầy muốn giúp đỡ cô, nhưng mà bây giờ thì số tiền thầy á thì giờ còn kẹt rồi, còn 1.8 tỷ mà cô Nhã là chị của thầy á là mượn 2.2 tỷ, đang mượn mua đất rồi cũng hứa trả chưa trả. Rồi cái chú ở dưới Vũng Tàu mượn thầy 600 thì giờ tới Tết trả thầy 600. Còn thứ hai thì chị của sư phụ thầy không dám đòi, rồi đòi rồi ông nói sư phụ cái chết ra. Hôm trước cho mượn 3 tỷ người cũ trả rồi, bây giờ còn thứ hai. Thì bây giờ tiền lời của thầy mỗi một tháng thì trên 50 triệu. Mà cho nên có thể gần thương lượng người ta một tháng trả 50 triệu. Rồi nếu như đây tới Tết thì đây tới tháng 12 á, thằng Phong nó trả cho thầy 600 nữa, ở dưới Vũng Tàu trả 600. Thì có thể tháng người ta đang cho mau hết cái giờ đi, thầy muốn là trợ giúp để cho cô được yên ổn, đừng có vấn đề gì. Thứ hai nữa là để sư phụ trọn vẹn cái bộ kim này cho mọi người chúng sanh đang nhờ. Mà hơn nữa thì khi mà nó ra chuyện rồi, cô với thầy mà gặp mặt rồi nó ra lùm lum hết trơn nữa thì nó đau khổ lắm. Người cô không, cô rất thương thầy cho nên việc này càng đau lòng nữa. Làm thì làm đã nư, tới chừng mà về rồi không còn tính toán được nữa. Nên ý thầy muốn là chúng ta vô chuyện này, chứ mặc dù là thầy không có ảnh hưởng gì hết đó, thầy đi học pháp thôi, nhưng mà với lòng thầy nghe cô nói cũng xúc động lắm, cũng đáng thương lắm. Rồi thứ hai nữa thì sư phụ thì lúc trước thì ổng là cái tầng gọi là cũng còn hưởng dục lạc, nhưng mà lúc này á thì cái tầng ổng khác rồi. Theo là nhận định nha, theo là nhận định thôi, mọi người thì tùy theo nhận định mọi người. Thì cái tầng ổng bây giờ thì không phải là cái tầng đó nữa. Nó qua cái tầng mà kẹt cái là không biết sư phụ nói với cô làm cho cô uất hận, thầy cũng không biết phải làm thế nào. Thầy biết làm sao, hồi cái tầng ổng còn hôn chấp, còn giờ cái tầng ổng cao hơn nữa đó thầy. Tại cái tầng này là cái tầng ổng làm cho mấy thầy không có thấy được, cái này tầng này cao lắm á. Phải vừa đám con tài vợ tử tôi đùa cả người trong lòng ổng, sao con không biết được. Bởi vì cái người thầy nói cô là cái người mà giảng kinh Quan Nghiêm, mà cái tầng giảng kinh Quan Nghiêm mà để hiểu biết mà nói được là không phải chuyện người thường đó. Bởi vậy tầng đó làm mắt không hết trơn, người ta đâu không nói gì phải nghe nấy, nói chuyện nghe nấy đâu, ai mà hiểu sai như cái lời không được. Với hôm kỳ ổng đi Ấn Độ, ổng có nói một kỳ Ấn Độ mà đợt ổng bị hôi bệnh đó, đã có cô đó đi hả? Đợt nào thầy có đợt đợt mà bữa ông giảng tứ đế đó. Không nhớ đợt giảng tứ đế bữa ông ba đó, ông ba Hùng ra ông tắt bạch rồi ông khóc rồi đó. Vậy chắc con không có đi mà không có đi ha. Thì sư phụ có nói rằng là sư phụ đêm đó lạnh rồi, sư phụ phát nguyện với Phật là nếu trong đời của ông giảng kinh á, nếu mà có sai những gì á, sai ý Phật với tổ những gì nói á, thì cho tắt luôn, đừng bao giờ ông nói được nữa. Mà ông bắt nguyện trước nơi cụ đề hay gì đó là
là một nơi thánh địa đó mà linh thiêng vậy mà ông giáo nói điều đó là cũng chứng tỏ rằng không ai dám nói. Nhờ mấy chuyện đó cho nên mấy thầy mới tin ổng được. Chứ còn á, con thấy sư phụ ổng mấy bậc tiền bối mà ổng còn nói giảng không đúng, giảng sai này kia kia nọ lùm la mà ổng hộ chi ai. Đó nói giờ thầy lên tầng cao lắm, để nói ra là mấy thầy nói cho cô nhận cái này nè. Tức là hồi mà cổ còn ổng còn còn chung chạy với cô á thì ổng ở cái tầng còn thấp. Nhưng mà bây giờ ổng thật sự ổng đã lên tầng cao rồi, ổng tầng cao rồi nên hỏi nhiều ngữ hả thầy? Không phải. Bây giờ thì tất cả các Phật tử có sáng mắt ra, có nhìn nhận được những người mượn đạo tạo đời như thế nào chưa? Họ sống như vậy đó. Tôi dám khẳng định rằng á, những người mà nói xấu sư Minh Tuệ, lên án sư Minh Tuệ là những người mượn đạo tạo đời. Bởi vì những cái hình ảnh của sư Minh Tuệ á, là những cái hình ảnh đối lập. Cái nồi cơm của sư Minh Tuệ á, là cái tấm kính chiếu yêu. Nếu mà cái ông xàm tăng ma tăng nào mà bị cái tấm kính chiếu yêu của sư Minh Tuệ chiếu vào thì bảo đảm nó lòi đuôi ra hết. Tôi tin cái vụ việc mà nếu chúng ta xúc phạm đến một vị chân tu làm nghiệp cái chỗ ngay. Trước đây những cái công việc làm của mấy ông này là phải nói là gây phẫn nộ, nhưng mà đâu có ai lên án, đâu có ai nói đâu. Nhưng mà từ khi á là xúc phạm tới sư Minh Tuệ, nói xấu sư Minh Tuệ, bịa đặt là vu khống sư Minh Tuệ thế này thế kia thì nghiệp nó trổ ngay, không phải nghiệp nó cộng nữa mà là nghiệp nó nhân lên. Nghiệp nó nhân lên gấp đôi vậy đó. Nếu mà ví dụ từ hồi đó giờ ổng làm ổng mượn đạo tạo đời nhưng mà đâu có ai nói gì đâu. Nhưng một khi đã đụng tới sư Minh Tuệ á là nghiệp nó nhân lên liền chứ không có còn cộng nữa. Quý vị có thấy chưa? Bây giờ đi tu quý vị có thấy rõ ràng chưa? Tiền ở đâu mà nhiều đến như vậy? Đi tu rồi có tiền để mà cho gia đình mượn, để mà kinh doanh đất đai buôn bán này kia kia nọ, rồi cho người này vay, cho người kia vay để lấy lãi, mỗi một tháng như vậy ra cái lời 50 triệu. Quý vị trong khi đó Phật tử của chúng ta là đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm lụng vất vả cả ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm kiếm cái đồng tiền để cúng dường, để nuôi dưỡng, để mà duy trì cái tam bảo đó là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà mấy ông đâu có quần dương đổ pháp, mấy ông lấy cái đồng tiền đó ra để sử dụng mục đích riêng, cho chị em mượn là đầu tư kinh doanh bất động sản, là xây nhà xây cửa như vậy đó, rồi hàng tháng để lấy lời, trong khi những cái người tu hành này không có làm ra một cái đồng tiền nào hết. Quý vị có thấy khủng khiếp chưa? Quý vị có nhận thấy được những cái người mà mượn đạo tạo đời chưa? Bởi vì tại sao mà họ không thích cái đường lối tu tập của sư Minh Tuệ thì quý vị cũng đã hiểu rồi, đúng không? Bởi vì những cái hình ảnh của sư Minh Tuệ là tu buông bỏ, buông xả, tu không có nhận tiền vật chất, cho nên họ thì họ nhận, cho nên họ không có thích những cái hình ảnh của sư Minh Tuệ, cho nên là họ tấn công sư Minh Tuệ. Phải nói là hết sức là khủng khiếp cho quý vị. Bây giờ họ tu là như vậy đó, rồi bây giờ là họ muốn bịt miệng của chị Phật tử này. Cái chị Phật tử này trước đây là cũng mượn tiền vay tiền của người ta để mà giúp cho ông Tuệ Hải tu tập xây chùa đúc tượng để mà tu tập. Bây giờ ông Tuệ Hải đã giàu rồi thì quay ngang quẹt mỏ, cho nên chị này mới quốc ức, và cái người chồng của chị này cũng quốc ức mà đến nỗi phải ra đi vĩnh viễn. Tuy rằng là chị phản bội chồng chị nhưng mà anh chồng thì không có một lời nào trách móc chị này, cho nên chị này mới cảm thấy là có lỗi với người chồng và muốn đứng lên tố cáo cái bộ mặt thật của Đức Tuệ Hải này. Quý vị có nghe chưa? Rồi cái đại tử của ông Thích Tuệ Hải đó muốn là đem cái số tiền này ra để bịt miệng cái chị Phật tử này. Bây giờ đó họ đi tu họ tiền như vậy đó thì chúng ta có nên cúng cho họ nữa hay không? Nếu chúng ta cúng để chúng ta bảo vệ, để xây chùa đúc tượng, để mà gìn giữ tam bảo, để sau này cho con cháu chúng ta nương tựa, đúng chưa? Có nơi mà để sinh hoạt tôn giáo thì rất tốt. Nhưng mà bây giờ cúng vào họ lấy cái số tài sản đó rồi họ cho vay, họ cho thuê, họ cho mượn vân vân, rồi họ lấy cái lời đó họ xài. Bởi vì ổng nói rồi, ổng nói cái nghề gì ổng cũng làm hết. Nếu mà đã đi tu rồi là buông bỏ tất cả, một lòng hướng về đạo giải thoát. Nhưng mà mấy ổng có một lòng đâu, cái gì ổng cũng làm hết, cái gì có tiền là ổng làm, có gì có tiền là ổng làm. Như vậy thì mượn đạo tạo đời đã làm cái gì, thật ra đời mà làm đi. Rồi bây giờ đệ tử của ông Thích Tuệ Hải là yêu cầu của chị Phật tử này là rút cái đơn ở trên giáo hội xuống đi. Nếu mà gỡ như vậy thì hai bên gặp nhau tranh chấp như vậy đó là nhục nhã rồi ngại ngùng gì lắm. Rồi kêu chị này rút cái đơn về đi thì cái vị sư này mới giúp cho cái chị Phật tử này trả cái nợ mà trước đây chị này chỉ vay mượn để mà cho ông Thích Tuệ Hải xây chùa đúc tượng. Quý vị thấy có khủng khiếp chưa? Như vậy đó, nhưng mà đâu có một tổ chức nào, đâu có một cái giáo hội nào mà xử lý những ông này đâu. Nhưng mà sư Minh Đạo, xử lý sư Minh Đạo phải nói là rớp rẽn, lấy chùa cái rẹt lên.
Sứ Minh Đạo chưa bao giờ làm sai bất cứ cái gì, chưa bao giờ phá giới bất cứ cái gì. Nhưng mà lấy cái tu viện của Sư Minh Đạo không cho nuôi dưỡng các em nữa. Còn những cái ông mà mượn đạo tạo đời như vậy nè, ông đi tu mà ông dụ dỗ vợ của người ta ăn ở như vợ với chồng đó. Rồi bây giờ đó là cái chị Phật tử này đưa lên giáo hội luôn, gửi cái đơn yêu cầu lên giáo hội xử lý luôn. Nhưng mà có thấy giáo hội xử lý gì đâu hả quý vị? Tại sao vậy? Che giấu à? Bưng bít à? Phải nói rất là khủng khiếp chứ quý vị. Nếu mà chúng ta nói về những cái ông thợ tu thàm tăng thì chắc có lẽ là chúng ta nói cả đời cũng không hết việc. Thôi thì mong rằng các Phật tử hãy sáng suốt tỉnh táo, biết đâu là chân tu, biết đâu là giả tu mượn đạo tạo đời mà chúng ta tránh. Một lần nữa Tâm xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và an vui, hạnh phúc, và xin cảm ơn nhiều.